vào khoảng 20 giờ 10 phút, mình có ghé cái shop của Lê Văn Sĩ, mình mua cái quần, mình vào mình thử cái quần, mình có dựng cái xe của mình, xe SH ở ngoài. Thế khi mà khoảng được 10 phút, bắt đầu mình với nhân viên, mình nhìn ra ngoài mình thì mình nhìn thấy không thấy xe đâu. Thế mình bảo quên mất xe rồi, thế mình chạy ra. Thì mình chạy ra thì mình thấy xe mình nó nằm chồng lên một cái xe quay. Thì thấy là mọi người, mình cứ tưởng là hai bên giang hồ đánh nhau. Xong bắt đầu là mình đi vào, mình sợ quá mình thấy dao chứ, mình sợ quá nên mình đi vào. Đi vào xong thì bắt đầu là lúc đấy tôi bắt đầu mới gọi taxi thì mới nói là hiệp sĩ. Mình biết là hiệp sĩ, tưởng là hai nhóm giang hồ đánh nhau. Đấy. Thì xong cái sự việc đấy thì mình công an phường nó gần luôn đấy. Thì công an phường cũng làm việc với mình thì mình cũng làm. Cái lúc hiện trường lúc đó là anh thấy như thế nào, cái người bên hiệp sĩ bị đâm hay là bị như thế nào? Không, lúc mình ra đấy thì thấy hiệp sĩ đã nằm rồi. Nằm mình người, không biết là nằm mấy hai người rồi. Sau đó nó gọi taxi, nó đưa một hiệp sĩ lên, xong hiệp sĩ sau anh gọi taxi. Không, anh gì gọi taxi. Đấy, hàng xóm. Sau đó là anh chạy về công an phường người quận 3. Thì đâu, lúc đấy thì công an phường chạy lên đấy luôn. Dạ. Thì em có mặt ở đấy luôn. Bây giờ cái câu chuyện là có phải những cái bình luận ở trên Facebook là của anh không? Không, những cái bình luận trên Facebook là những cái mà nó giả tạo chứ không phải là em bình luận. Nó có nghĩa là nó mạo danh anh đúng không? Vâng, nó mạo danh chứ không phải là em bình luận. Em còn ở đấy đến tận 2 giờ đêm làm việc với công an. Thì sáng nay thì có thể làm việc xong thì em sẽ qua nhà với nạn nhân. Vâng. Ok, tại bây giờ dư luận họ đang bức xúc, họ đang cứ nghĩ là anh là vô tâm vô cảm rồi buông ra những cái lời lẽ như vậy, có nghĩa là không phải em đây, em là những người em hoàn toàn là em không nhắn tin, và tất cả những cái này là trên mạng thì nó là sự bịa đặt, nó là sự chứ em hoàn toàn là em không nhắn tin hay comment thôi. Theo góc độ của em thì những anh em có những người đã hy sinh để giữ gìn cái tài sản của mình, thì theo em thì bây giờ thôi thì anh cũng có chút lòng thành với gia đình. Dạ. Thôi thì dạ. Cái vấn đề đó là anh sẽ ra hiện sau. Thời điểm này thì em chỉ muốn là cho mọi người hiểu rõ một cái vấn đề tí xíu là dạ. Anh không làm cái chuyện đó là được rồi, bởi vì những người anh em của em đã nằm xuống, họ giống như những người hùng vậy đó, mà họ đã giúp đỡ anh. Và nếu thực sự anh làm những cái anh nói những cái vậy thì nó rất là sai, thì ngày hôm nay anh xác nhận như vậy là anh không có nói là được rồi. Một lần nữa thì em cũng xin cảm ơn, xin chia buồn cùng các anh hiệp sĩ. Thì buổi chiều nay thì em sẽ qua thăm